còn đi làm ăn, rồi những cái công việc của mình đó, rồi mình niệm Phật không, rồi mình sẽ quên những công việc của mình, không làm ăn gì được, có thể nó sẽ như vậy không? Không phải vậy đâu. Khi mình thuần mình đã làm ăn vẫn làm ăn, cơ đạo nó không đều như bằng chứng ở đây nè. Hồi xưa chạy xe hay đi bất cứ đâu làm gì cơ đài vẫn tôn đều đều đều, khi nó thuần rồi không có sợ cản trở việc làm mình, nó vẫn đều 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 hoài vậy. Mà cái lúc chưa quen á thì có lúc quên, mà khi nó quen rồi là tôn đều 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 hoài luôn. Còn mình chưa thuần á thì lúc nó tôn vậy, cái lúc nó ngưng là ngay cái lúc đó mình nếu có nhà mình tiếp vô, mình niệm tiếp vô. Sao nãy giờ mình quên, lỡ ngay lúc mình quên mình chết làm sao? Hồi xưa ở đây cứ nghĩ ngay lúc mình quên vậy mình chết làm sao, mình đi lạc đường làm sao? Cái niệm tập trung niệm, niệm lâu ngày nó thuần rồi, cái nó mình không có niệm nữa, nó đều đều lúc nào cũng tuôn, lúc nào cũng tuôn Nam Mô Phật Nam Mô, đều 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 đấy. Mình mới tự cảnh tỉnh mình. Mà nếu mà mình đi mình mà buông câu đài ra mình chết chắc luôn á. Mình nghĩ giờ mình có ngũ thông đi, hồi xưa hỏi ngũ thông đổi câu đà không đổi, tại ngũ thông cũng luân hồi. Mình coi kinh điển mình thấy mấy vị ngũ thông, mấy vị tiên mấy vị trời cũng có ngũ thông hết, nhưng mà cuối cùng họ vẫn đọa lạc. Thành ra mình mới biết lòng ôm chặt một coi là, nhưng mà mọi người không có tín nguyện, mọi người không có chí thành, mình coi tới chết có pháp môn nào ra hay giỏi mình cũng đừng theo, mình có ôm chặt coi là của mình là bảo đảm một đời này mình thoát sanh luân hồi sanh tử. Ông nào quyền năng, ông nào biến hiện, ông làm gì cái làm, mình đừng có theo ông, có ông là có ông cậy ông. Mình cứ tin vô Phật, mình niệm Phật thôi, là người ta không có gạt được mình. Hôm đó mình thấy cái ông giống như ở bên nước ngoài có vị cái xưng là ai tạo tội trong pháp giới đầy quy ổng, ổng sẽ rửa hết tội đó. Cái lời thiệt đó mình đừng nên nghe, nó cũng mà thiệt, nó cũng mà thiệt. Tự nhiên mình tạo tội quá giờ lên giờ quy ổng, ổng sẽ giải sạch hết tội cho mình, không có tội gì nữa. Cái lời đó là cái lời của ma thiệt đó. Mà sư phụ xưa giờ người ta không dám nói với ông đó đâu, sư phụ nói hết luôn, kêu tên luôn á, nó là ma không à, nó lừa gạt người ta. Không thể nào mà mình tạo tội đã rồi gây quy người ta gánh hết cho mình, không có vậy. Nhân quả rõ ràng, mình tin tu hỏi tin nhân quả. Nếu như vậy thôi, tôi làm bậy tôi giết người, tôi trộm cắp, tôi làm tất cả các cái tôi phạm tội, xong tôi quy với ông thầy đó cái tôi hết tội, sướng quá. Vậy đâu có tu gì nữa. Dạ thưa sư phụ, con xin hỏi sư phụ, như là cha mẹ ông bà mình đó là không biết tu, như mất đi rồi thì mình sau này mình như mình là con cháu là mình muốn hồi hướng cúng gì đó, cúng trái tăng hay cúng gì đó để hồi hướng với ông bà cha mẹ mình, thì ông bà cha mẹ mình có sanh về cõi an lành không sư? Cái này tùy theo khả năng của mỗi người nha, cái này cúng phải tùy theo khả năng của mình nữa, tại giờ nó cúng là nó tốn tiền nhiều lắm, mà mình khả năng mình có tiền mình nên cúng, còn không có tiền là thôi, không phải đi chạy mượn đi cúng. Cái kiểu đó là giá luôn á, nó chạy mượn tiền là kia là nó cúng, thành ra mình mắc cái nợ nữa mình làm mình trả không nổi. Mình ăn theo khả năng của mình đi, mình làm theo khả năng của mình, tùy duyên đi. Nhưng Tại mà cái nhà đó là trong tăng á, nhưng mà sư mình phụ tốt tiết lộ nhưng bí mật luôn, trong các vị tăng có những vị Bồ Tát vị thánh trong đó nghe, nhưng người ta giống như một người bình thường đó. Mình nhận ra ai đâu, mình ra cố gắng tại chư vị người ta lẫn lộn khắp nơi đó. Có khi người ta là tăng nhìn người ta giống như Phạm Bù Tăng vậy, nhưng mà thật ra người ta là hàng Bồ Tát là xuống nhập ở trong chúng vậy đó, mà tao không nói người ta là thánh đâu, là Bồ Tát vậy đâu, nó bình thường giống như ngày xưa cái ngày Minh Pháp Bồ Tát à, ngày phục vụ chúng sanh chúng tăng không à, lúc nào không làm lợi ích cho người ta không? Mà ngày đâu thấy Bồ Tát, mà ổng là Bồ Tát thật luôn. Giống như cái gì mà thiêu trái tim á, tên gì quên mất rồi, tên Quảng Đức. cũng Bồ Tát á, khi người ta thiêu ra nguyên trái tim trái lại, mà người ta đâu nói người ta Bồ Tát, mọi diện tận trong thế gian này á, mà tao đâu xưng ta là cái gì đâu, nhưng mà thật thụ ra hàng Bồ Tát rất lẫn lộn rất đông, có thể người ta làm quan, người ta làm đủ thứ á. Mà đè cái gì đó mình chửi, má mình nhìn mình cũng ra luôn, mình chửi nhầm cái gì đó rồi. Như là cái người ông thầy tu đó là ở bên Thái Lan Còn biết thời Ngô Đình Diệm theo cả Tư Văn Đình Phùng cái gì đó nghe đó, nè vừa rồi con đi qua sau Thái Lan ba mà lâu rồi con sau ba
Ở Thái Lan con tới chỗ đó là nói là đang như là cái chỗ đó là để thờ á, để thờ thầy Thích Bồ Tát thì ở đâu cũng thờ được mà, tại vì công hạnh Bồ Tát lớn lắm, dạ. Ta mang vô lượng cái thân luôn á, như cát sông Hằng nữa, bỏ hết thân này ta mang thân khác, dạ. Ta đi trong quyền lực của người ta để làm lết cho muôn loài. Niết bàn ta gì đó nhưng mà ta hoành ra lại đó là Bồ Tát, ta không ở Niết bàn. Những người Quan Âm á, chánh pháp mình Như Lai nhưng mà thương chúng sanh lại hoành xuống mang Bồ Tát. Mà không biết giờ bữa nào mình kiếm ông kia cúng dường. Bữa nào ai thấy đâu rồi mình kiếm dường lên đó cúng dường. Chắc không bao giờ mình gặp được. Mình là người phàm thì chắc không thể nào mà mình dạ. Nhận biết được Bồ Tát, cái đó khó lắm dạ. Tại vì các vị đó người ta không cho, mình để mà mình nhận biết được. Nói chung một người người ta đã đặt hết rồi, người ta không xưng ta là ai đâu, chỉ là người bình thường, là bạn của chúng sanh này. Nếu mà quan trọng là mình gặp cái gì đó đừng chửi. Dạ thưa sư phụ, cách đây một tuần 10 ngày á, nhiều khi con ngồi á cũng như là trên cái đầu của mình đây nè, giống như là có một cái gì đó nó như là thoáng qua nó làm cho mình là giống như là bị một cái gì chiếu vô cái mặt đầu mình, đó là cái đó là con không hiểu là cái đó nó bị gì. Tốt rồi. Nãy giờ gần như bộ mặt đó hào hả? Dạ. Nó là cái lỗi đó hào rồi. Tu dứt khoát đừng ham linh, đừng ham mê tín nha. Dạ. Mình ham linh mình chết chắc luôn á. Mình nghe người đó có thần thông, có quyền năng, mình cứ chạy theo không mà mình chết chắc luôn. Lâu ngày mình bị người ta bắt á. Có thể như người ta gặp mình cái ta soi mình, người ta biết mình hết trơn. Ở nhà mình có nhiều người ta biết hết, giàu sang gì người ta biết hết. Cái mình thấy người ta nói đúng quá, đó là lâu ngày bị người ta bắt. Có khi người ta có ngại nghe, người ta nói gì của mình cũng nghe hết trơn. Nghe em đắp luôn á, gặp chỉ mình có đeo nữ trang, người ta kêu lọt đưa cho người ta, mình cũng lọt. Nó có ngại nghe, ngại mắt nhiều thứ, dùng nhiều thứ dữ lắm. Yeah. Ở khi bỏ vô ly nước, mời mình ly nước, mình đuối xong cái hồi đó nói gì cũng nghe. Thậm chí cái xác mình cũng cho người ta luôn nữa. Nó vậy đó, điều khiển luôn mình luôn. Và tài sản có nhiều, đem về dọn cúng đã hết. Tự động mình thấy, mình thương ông này quá, ông này giống như Phật vậy. Có nhiều tài sản đem về dọn đưa ông hết luôn. Rồi có khi cả gia đình bán hết thì theo ông luôn. Rồi cuối cùng dở ra, ông này bậy bạ không à. Mà hối hận nỉa muộn rồi, tài sản mất hết. Muộn rồi. Đó là mình chạy tham cái linh không à. Mình thay ông Phật của mình tu đi, đừng theo ông nào nữa. Theo là ông này nó dắt mình lạc đường hết luôn á. Dạ thưa sư phụ, như có đợt đó con nằm ngủ trưa á, là mập ngày đó là bão, không có một cái ánh nắng gì hết á. Ngày đó là trời cũng như là giống như mây đen rồi nó kéo đến là như là bão tố vậy á, nhưng mà chưa có mưa. Mà con ngủ trong nhà con á, con đang nằm xong con thấy ở mấy cái ô cửa như nè, hào quang nó chiếu vô trong thẳng vô chỗ con nằm ngủ luôn. Xong rồi con chiếu thẳng vô, con mới nhìn ra. Con nhìn ra thì con không thấy là mặt trời gì hết, tại vì lúc đó đâu có nắng có gì đâu. Thì xong con mới nói chứ ủa sao không có mặt trời mà sao ở đâu mà ánh nắng nó chiếu thẳng vô trong cái chỗ nằm mình nhiều quá. Xong con mới thấy vậy, con mới nằm im. Cái con mới nằm im, con giật mình dậy, con nằm im lại. Con vẫn thấy cái ánh nắng nó chiếu thẳng. Nghe Thầy nói một câu này nè. Dạ. Điển quang mẹ phủ càn khôn, độ cho con trẻ ngày đêm tu hành. Đó gọi là cảm ứng đạo giao. Người nào nhận được cái luồng điển quang của mẹ nên tinh tấn mà tu. Dạ. Cái này không có ai cũng nhận được đâu. Dạ. Thì căn duyên của mỗi người mà nhận được. Dạ. Xong rồi con nằm im lại, xong rồi con mới thấy một cái con nhìn liếc qua bên hông này, con mới thấy một cái tòa sen mà cứ bay lơ lửng cho cái đầu con đây nè. Nhưng mà sau này con nghe kinh lại, con nói là mấy cái thầy cũng nói là nhiều khi ma dương nó cũng giả là Phật pháp á, Phật để thử lòng mình á, để như là ấy mình á, nên con không có tin cái đó là Phật luôn. Tại con nghĩ là có thể là ma dương tới để dụ dỗ mình này kia nọ. Thật ra mấy cái đó sau này mình biết, mình tinh tấn tu hành nên đừng kể cho người ta. Dạ. Người ta làm cho mình thối chí. Dạ. Mà mất lòng tin. Có thể chứ gì người ta hiện khắp nơi đó. Chỉ mình biết thôi. Rồi mình tinh tấn tu hành thôi. Và quan trọng mình tu sao càng ngày mình càng không bệnh tật mà an lạc, mình đi đúng đường rồi.
đừng có ham ham cái gì nữa. Rồi mình kể nhiều người quá, người giảng cách rồi mình đó loạn tâm á. Rồi ai đúng ai sai mình biết, mình tin tưởng ở trên mình tu, mình tin tưởng có Phật có trời mình tu. Niệm ác khởi ra, mình đừng bao giờ khởi ác, khởi hiền lành cứ khởi, cứ làm lích cho chúng sanh, cứ như vậy thôi. Biết nó khởi ác nhưng mình chặn nó liền, mình chặn từ lúc đầu luôn, không để cho nó lâu quá đâu mà nó bể rồi càng ngày bự ra. Thành ra ngay lúc niệm đầu mình khởi ra ác, mình chặn nó liền. Niệm lành thì cứ khởi, tại vì mọi người không thể nào không khởi. Thì cái người đắc đạo người ta đi đứng ở nằm người ta mới không khởi. Còn người mà chưa thì phải có khởi. Khởi tức là cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của thi tư của mình là cái khởi á. Thì người chưa đắc đạo không có dừng được. Thành ra do mình niệm lành mình theo. Mấy thiền sư người xưa dạy á, chưa ác mặt tác chúng thiện phụng hành. Nói gì ác mình đừng làm việc thiện thôi. Tại thiền sư biết á, mọi người kêu mọi người đừng nghĩ thiện đừng ác, mọi người làm không nổi. Để đắc đạo nó mới dừng được cái đó. Tới bệnh thiện mới đáng người ta không vướng nữa, người ta đạt đạo rồi, còn mình chưa đạt được đâu, mình cứ trúng thiện một hành ha, ác còn đừng làm, mình đi vậy là chắc ăn luôn á, bảo đảm không về lạc. Tâm linh mình tiến quá là càng ngày càng cao lên. Thế hiểu đời này mình không có chứng được quả này quả nọ cao như người ta, mình nhưng mình cũng vẫn gì được có tiên có trời. Nó không đi đâu ba đường đường xấu ác cũng mừng rồi. Mình được lên có tiên có trời là cũng là phước đức rồi, chứ không phải dễ lên đâu nghe. Mọi người nói có tiên có trời vậy thôi, đừng có tưởng lầm mà dễ lên, không phải dễ đâu, khó lắm, khó lắm. Đi xuống là nhiều, mình đi lên rất hiếm. Mọi người nghe nó nói có tiên có trời chắc dễ lắm, rồi không phải dễ đâu. Mấy thiền sư người ta tu á, người ta giữ giới, ăn chay rồi ngồi thiền ngày đêm á, ta cũng lên mới vậy tới mức có trời có tiên thôi. Còn chứng mà vô vào thánh quả hay là chứng cao đó, bởi vì không phải có hạnh nguyện lớn lắm mới vượt qua được mấy cái đó, mới vượt qua cái gọi trời có tiên được. Người đó người ta có quyền lực lớn lắm. Hoặc là như mấy vị sư phụ giảng kinh, một vị thần tưởng, thần tưởng tức là đi đứng rồi nằm họ không còn suy nghĩ tư tưởng nữa, nhưng mà ngay lúc họ lâm chung họ sẽ giảng lên cõi thiên thượng cõi trời. Mà ngay lúc đó cái vị đó ngày xưa có cái nguyện mà nguyện giảng sanh về cõi Phật là vị đó được giảng sanh. Người thì ở cõi trời, người về cõi Phật ở, cũng do có nguyện, đồng tu bằng nhau hết, nhưng mà do có nguyện lực mà đi mỗi người mỗi nơi khác nhau. Còn mình không cần mấy cái điểm cao như vậy đâu, phải nói lúc mà dừng hết tư tưởng vọng niệm mình mới đi, không phải cần vậy. Mình vẫn còn tư tưởng vọng, còn vọng tưởng, nếu mình cũng mình đi về giảng sanh mình lại hơn cái vị mà ở trong cõi trời. Cái vị đó hết vọng tưởng rồi mà ở cõi trời thôi, mà mình vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn nghiệp, mà mình đi về cõi Phật. Nó khác nhau chỗ đó, đó chỗ nguyện lực đó. Mấy chỗ này người ta khó tin lắm, không tin ở nguyện lực của Phật. Một lòng mình tin tưởng đi. Nên bởi vì người ta mới nói chứ gì, nó là đới nghiệp giảng sanh lại chỗ đó. Không phải mình giật nợ người ta, ngày sau lên đó bắt có chuyện một hoành lại trả nợ, vừa trả nợ vừa tu, vừa độ người ta luôn. Chứ không phải mình trốn nợ. Không, nó nhân quả rõ ràng, không ai trốn đâu đâu. Nhưng mà ở dưới đây mình trả không nổi, mình trả là mình tiêu luôn, mình chỉ nương nhờ Phật lực về đó, mình được bất thối chuyển, được Phật chứng cho mình, xong mình hoành bắt đầu hoành lại trả nợ nha, vừa tu vừa trả nợ, vừa là Bồ Tát luôn, vừa là Bồ Tát mà vừa trả nợ cho người ta luôn, mà vừa độ người ta luôn. Dạ thưa sư phụ, như mình bây giờ mình chưa có ăn chay được thì mình vẫn niệm Phật bình thường được hả? Vẫn niệm Phật bình thường, nhưng mà sư phụ phiên mọi người ăn tam tịnh nhục. Thế giờ mình mua những con vật mà người ta làm sẵn mãi ăn, yeah. Mua gì ăn, chứ đừng chỉ con cá lóc còn sống về mà dạy, chỉ người ta đập đầu đó đem mình mua mà làm xong mình đem về, không nên vậy, yeah. Đó mình giết mạng người ta rồi. Còn mình ra chợ những người ta làm sẵn mình cứ mua, mình không thấy người ta giết, không thấy cắt cổ gì chứ, mình mua đó mình ăn. Mình ăn giống như mấy vị nguyên thủy là tu, người ta vẫn ăn mặn, nhưng mà ta ăn trong tâm tình nhục, yeah. Thì lúc đầu khơi cởi phải tu vậy trước đi, rồi sau này mình thuận nữa. Khi mình quen rồi đó là mình bước qua chay, yeah. Tại vì trong các cõi hiện giờ từ cõi tiên trở lên tới thánh tới quả Phật người ta đều ăn chay hết, chỉ có cái cõi thần là còn ăn mặn, còn ăn thịt uống rượu mấy gì đó là gì cõi thần hết. Họ vẫn nói pháp thôi đó, thì kêu họ mặn không à, họ mặn là họ còn vướng nợ nghiệp chúng sanh, họ tu giỏi lắm là gì tới cõi thần hết mức rồi.
không có lên cõi tiên cõi trời gì được, chỉ có thần là hết bức đứt đường. Cái gì là còn những ăn thịt của chúng sanh thì tôi đó có thần này. Hỏi gì chứ để mình hỏi hoài, để với những người có câu hỏi ta hỏi chứ để mình dành mình hỏi hoài chứ. Chúng sanh có nghĩa là theo con nghĩ có đúng hay không thì nhờ thầy giải dùm, thay thầy dùm. Con nghĩ pháp môn nào cũng của Phật, nhưng pháp môn niệm Phật riêng con nhận thức thì thấy dễ tu hơn và chừng thấp ba căn. Có nghĩa là tại vì cái tính tâm, tính nguyện hạnh mình đầy đủ, niệm Phật một lòng một dạ, cầu sanh tới cực lạc, cuối cùng nếu đời này chứng được cái gì thì trở về tự tánh, trở còn không thì cũng nguyện lực đó mà được tha lực của Đức Phật A Di Đà. Mà không biết có đúng vậy không, nhờ thầy thầy thị thêm để cho những đồng bạn đồng tu coi rồi để mà hành. Đúng như vậy, thâu nhiếp ba căn, mình có hai đường binh, có thể mình chứng tại đời vô sanh tại đời này, không được mình cũng giảng sanh, nó có hai đường binh luôn, nó rất là tốt. Giống như có mấy vị bên thiền bây giờ, cái này làm chung không giống ai vậy. Ừ, có người thì tai biến, có người thì, mà mấy vị thiền sư lớn không nha, lại bị tai biến không, nó lạ chỗ đó. Tu ra cái đời dẫn dắt biết nhiêu người ta tu mà cuối cùng cuộc đời mình bị tai biến không giống ai vậy. Uổng thế đời tu. Rồi sao người ta, những bà già ông cụ người ta chỉ niệm Phật thôi mà ngày ra đi có người biết trước ngày giờ. Mà ta đi ngon lành luôn. Tướng hảo quang minh, tướng lành luôn. Người ta sao ta đi ngon vậy, còn mình chết cũng chết được, cứ nằm vậy nó khổ không. Thành ra mọi người nên lấy mấy cái đó làm gương. Không, đây không phải là muốn nói xấu ai đâu, nhưng mà chỉ cách cho mọi người nhìn những gì mà tu, biết đường mà tu. Người ta chỉ niệm Phật ăn chay thôi mà người ta ra đi ngon lành, biết trước ngày giờ. Ta không bị mấy cái khổ như vậy. Cái mà người muốn chết không chết được, cứ nằm vậy, nó khổ dữ lắm. Ngày xưa giờ mấy vị có những nhiều vị lớn lắm mà cũng bị vướng cái đó hoài. Mà sao người ta không có kinh nghiệm. Mọi người cứ nghĩ là Phật tự tánh mà đi đâu nữa. Mình là Phật rồi niệm Phật cái gì, tự tánh mình nay đà rồi tu cái gì. Mọi người cứ cái tâm ngã mạn ấy đâu, cuối cùng rớt trong bao đường ác hoài luôn. Thành ra mong mọi người nghĩ xem, ngày xưa các tổ sư người ta dạy biết nhiêu người luôn, người ta không vượt qua nổi, tới đầu sào không vượt qua nổi, cái gì đó buộc niệm Phật giảng sanh. Rất là đông tổ của bên Thiền Tông quay qua niệm Phật giảng sanh. Nó là bằng chứng cụ thể để cho mình thấy đường mình đi. Mình sẽ quan sát căn cơ của mình. Ngày xưa người ta thượng thượng căn, người ta tu thiền, ta nghe một nghe ngàn ngộ. Còn nay mình nghe hoài luôn cũng ngộ được. Thì mình biết căn cơ mình không phải căn bậc thượng rồi, trung với hạ thôi. Thì trung hạ mình noi theo. Mình ví dụ mình nói theo Pháp Sư Tịnh Không, nghe giảng rồi mình niệm Phật, mình đi vậy chắc ăn luôn. Hoặc giờ quý vị nghe kinh của Hòa Thượng Chí Quảng cũng được. Vì đó mặc dù giảng mọi người nghe nơi đó tu cũng là hay. Trong nước mình có như vậy gì cũng rất hay. Mặc là nó giảng không có giảng cái cao quá, mà giảng gì cũng được, giảng cho mình nói theo đó mình tu. Giới đức người ta tròn sáng, lời nói ra là đều được Phật, giới đức là tinh nghiêm. Mình nương nơi theo mấy vị cao tăng vậy mình tu, nó không đi lạc đường. Còn giờ mấy thầy có học không có hành ngày nào học không à, rồi ra giảng. Ngày xưa khi mà ở đây lên bằng Pháp, lúc mới mấy chục năm gì trước luôn, là mỗi lần một giảng sư lên cái là mấy vị trong chùa bắt nguyên cái đại chúng 1-2 ngàn người quỳ xuống hết, quỳ chắp tay hết để đón giảng sư lên bục. Mà từ cái chỗ mà giảng sư nhà khách uống nước mà lên tới cái lầu 1 đó là lâu xa lắm, mà mọi người cứ quỳ chắp tay vậy, bắt mình ta quỳ xuống hết luôn. Cái vụ cái cười luôn, cái vụ cái ông này cũng tu kiểu gì nữa, anh tội ngày sau gánh không có chịu nổi cái rồi luôn, ngày sau mà trả quả là chịu nổi luôn. Vậy nào cái dướng cái này mong rằng nghe Tịnh Thanh nói thì sám hối ngày đêm cho Tịnh Thanh chứ không thôi. Cái lúc đó địa ngục bắt cái đòi á, trong đó lẫn lộn Bồ Tát là biết bao nhiêu, bắt người ta quỳ xuống hết luôn. Mà cái vị tu lên giảng pháp biết phải là thánh chưa nữa, mà bắt người ta quỳ xuống hết, đắp tay quỳ xuống hết. Mà bằng pháp ngày xưa chuyên gia vậy á, bắt người ta quỳ xuống hết luôn. Sư phụ nói đây, nói cái chùa bằng pháp hóc môn nè,
sư phụ kêu ngay tới tên Hoằng Pháp luôn. Để sau này vị nào có dướng gì đó sám mỗi ngày đêm cho sư phụ. Bắt đầu tới ngày người ta lôi ra người ta xử. Ngộ lắm, có nhiều người tu ngộ lắm. Gặp người ta cứ không biết mình, thấy người ta lại không biết cứ so đầu ra chứ đi. Ở đây gặp mấy vụ gì vậy? Trời ơi, biết đâu mình so đầu xong ra mình về mình té ra mình chết liền á. Biết người ta ai mà dám so đầu người ta. Ngày xưa sư phụ lên Nhất Nguyên, sư phụ kể vụ Mộng Châu á. Cái mấy vị tăng đó nói Vinh á, đi vô lại mà mày Mộng Châu á cho có phước. Cái sư phụ nói tôi lại bà té xuống bà chết liền á. Vậy mà nói trong kia bà nghe. Tại bà này quá đắc thông dữ lắm. Bà Vinh cung mộng xuống mà đắc thông dữ lắm. Nói bà nghe cái này cũng giống mắt lắm. Lát cái đi vô cái người ta cắn hết luôn, cắn từng từng lớp lớp, nói là không có ở trong đó mà bả ngồi trong đó bả cản cho đệ tử cản hết rồi không cho vô. Nó kêu mình vô lại vô có phước rồi đó, tôi lại cái bả thẻ mà chết liền á. Mà bả là con trong mấy chục ngôi chùa quyền năng dữ lắm, mà dám kêu đi lại chứ. Không biết người ta lại mà dám kêu người ta lại. Cái này nói là Nhất Nguyên á, trong tông môn Nhất Nguyên đều biết hết luôn á. Bên đó là quyền năng dữ lắm, thần thông không à. Bên đó là đầy thần thông luôn á. Cái nào hỏi duyên cứ hỏi, đừng hỏi mạng nha. Rồi, có cái nhạy cảm á, mình không nên đưa lên mạng. Hỏi tiếp đi. Mình đưa đến nào phải tu học thôi. Nhớ nha. Hay là mình ừ. Nhưng mà không có hành điều gì hỏi không? Thôi, vậy thôi, ấy đi để chứ. Để chưa. Có gì hết gì. Cứ hỏi, mình cứ hỏi gì không có thể cũng sẽ gặp thầy sư phụ nữa. Dạ vậy thì con xin hỏi cho một khán giả xin nhà con hỏi đi. Thanh đó là anh hãy hỏi sư phụ giúp giùm em, là trong miệng mình có bị ngọt có phải là nước cam lồ do luyện lửa tam muội chân quả hay không? Dạ xin sư phụ chỉ giùm con để con biết mà tu. Quá tốt. Ngày xưa lúc đây tu á là nó tu nước ngọt ngay à, nhưng mà sau này khuyên cái huynh đó ngày sau á nó tu nó thâm lừng luôn mới là tốt nữa. Mới đầu nó tu nước ngọt ngay không à, nhưng mà sau này nó tuôn thâm lừng, nó từ cổ họng mình nó tuôn xuống, mới đầu thì ngọt ngay, sau này nó thâm lừng luôn. Nhưng mà tu vậy là tốt lắm rồi, đó là người ta kêu là cam lồ thủy á. Yeah. Tốt lắm, xin chúc mừng. Yeah. Cũng hiếm có người tu được vậy lắm, khi nào tu tốt rồi nó được cái hiện tượng đó, thì nó tự mình biết thôi, nói cho người khác người ta không hiểu, người ta tu qua người ta biết. Cứ hỏi nữa đi. Dạ, dạ thưa sư phụ, có một chị tên Hoa cũng hỏi xa. Chị Hoa này là nhà con hỏi sư phụ như thế này. Chị thường ngày cũng niệm Phật, rồi một hôm chị nằm mơ thấy trên trời có một con mắt. Mình nói trong mơ vậy ông trời cũng có mắt nữa hả? Sáng thức dậy nhìn lên trời chị thấy mặt trời sáng chói. Chị nói mặt trời nay đẹp dữ ta. Chị nhìn thì có 6 hoặc 7 hình màu đen tròn như ông mặt trời vậy, ở trên cũng chạy xuống che hết mặt trời, đang sáng lại rồi lan ra cả bầu trời toàn màu đen hết. Trong khi chớp mắt và nhìn quanh mình thấy sáng bình thường, từ đó tới giờ chị nhìn lên đều thấy như vậy. Lâu lâu bây giờ chị định tâm nhìn ông mặt trời nhỏ bằng cái ly vậy mà thò tay ra tới luôn, thò tay tới ông mặt trời luôn. Còn nữa, từ khi chị thấy vậy tới giờ ngay giữa chân mày chị lõm vô sâu không biết nữa. Em hỏi dùm cho chị có gì chắc pháp không, cảm ơn em nhiều. Dạ chị này nhắn tin mà không bỏ dấu nên con cũng không biết luôn. Nhiều khi luôn. Rồi này nó có nửa thật nửa hư nữa nha. Dạ có cái câu đúng mà có cái gọi không nhưng có tưởng. Dạ nếu không có tay mình sao thò như mặt trời. Dạ đúng rồi. Thành ra cái này nó nữa hư thật thật cũng đó đó. Mong rằng đừng có chạy theo cái đó nữa. Còn thấy con mắt thì nó đúng rồi.
Tại ngày trước sư phụ có mắt cao đài thờ đó, ngày xưa sư phụ đưa hai mấy con mắt đó rồi đó, trước mặt đó, nó chớp chớp mà xung quanh nó hào quang không mà nó chớp chớp như con mắt thật kìa. Mà dù kể cho nhiều người bó mắt tiêu cũng mất, cái mắt đó là mắt ở trên cao đài thờ đó. Tôi hai mấy con mắt đó rồi trước mặt mình à, nó hủ hào quang nó búa 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 ra nó sáng ngời luôn á, mà nó chớp như mắt thật kìa, mình cũng biết gì nữa. Cái mà nói cho mọi người nghe, cái mấy người có ẩn mất tiền mắt luôn, từ đó giờ không có mắt anh nữa. Vậy là cái chị đó hỏi cái câu là chị có đi trật pháp hay không? Dạ chặt không, do mình giữ tâm lại. Nếu giống như mình kể mình lấy tay thò mặt trời đó là nó chặt. Còn ví dụ như mình thấy con mắt thì có thể do tâm linh của mình, nó cũng tốt chứ không xấu. Nhưng mà đừng có ở trong cái tưởng nó nhiều quá, lâu ngày nó lạc đường. Mình cứ lo niệm Phật đi, kêu cái cô đó lo niệm Phật, đừng có chạy theo cái hoài nó lạc đường á. Nó cũng là tốt thôi nhưng mà nó lạc đường á, lâu ngày nó lạc đường. Rồi thì khi mình sanh ra tâm ngã mạn. Dạ thưa sư phụ, thì có một anh tên là Hoàng Sa có nhà con hỏi sư phụ như thế này. Hải ơi, con hỏi sư phụ Tịnh Thanh giúp dùm chú. Hỏi sư phụ Tịnh Thanh là phương pháp tu pháp môn niệm Phật đặc biệt cho cư sĩ tại gia có pháp nào đối trị vọng tưởng để cho dễ tu hay không? Trời ơi, đó sư phụ chỉ cho bạn rồi đó, dễ dễ luôn. Khi mình vọng tưởng mình niệm Kim Cang Trì. Ví dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm hoài thôi, cái mình nhíp vô tâm lại. À, không còn vọng tưởng nào hết trơn. Khi mình thuần vậy lâu ngày cái mình ngưng, cái mình nghe trong đầu mình tuôn câu A Đà ra. Câu đà mình Nam Mô Phật, mà câu đà nó tan tuôn không mà nó ngưng lại là mình tiếp tục vô. Mình tiếp tục Kim Cang Trì tiếp, nhíp vô tiếp nữa. Giống như mình tiếp nói vô nó cạn câu nó tan tuôn mà nó cạn nó đứt lại. Mình tiếp nói vô. Rồi lâu ngày nó thuần rồi nó tuôn hoài luôn. Cố gắng tập trung, cố gắng vô. Nhíp vô hoài là nó thuần luôn. Đừng để cho nó đứt nha. Ví dụ nó tan tuôn Nam Mô Phật trong đầu mình đều á, mà nó ngưng lại là mình phải niệm tiếp vô. Tiếp sức, nếu mình lại tiếp sức vậy, cho nó nhồi vô, cho nó đều hoài. Rồi lâu ngày đi đứng trong ngầm nó tự tuôn. Dễ lắm. Có khi ai tu giỏi 2 ngày là tuôn rồi đó. Có người cũng từng nó tuôn. Còn không biết cách nào tự hoài nó không có tuôn đâu. Tại mình chạy ra là tu 20 năm cũng chưa tuôn nữa. Còn xây vô tu tuôn lẹ lắm. Tu cách đây chỉ tu rất là lẹ luôn. Dạ. Dạ thưa sư phụ, cũng có một chị tên là Kiều Nga cũng có hỏi một câu hỏi là như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, con nhờ ngài giúp con với ạ. Dạ con hành pháp hàng đêm, dạ mới vô hành pháp con có trì kiết giới đàn ngũ bộ chú, rồi con mới vô là trì thập chú, mỗi chú 24 biến ạ. Con lại sám hối trong quyển kinh Chim Sát Sám Nghi, rồi con mới ngồi niệm Phật. Con ngồi hành pháp như vậy mỗi tối từ 8 giờ đến 11 giờ 20 tối con mới nghỉ. Con vô hành pháp vẫn có phát nguyện những cầu cho những quan gia, ông bà cụ quyền thất tổ hai bên nội ngoại, những hương linh có nhân duyên trong khuôn viên đất này có đều được siêu thoát. Con xin những quan gia tha cho con ạ. Nhưng không biết sao hành pháp đến nửa chừng và hết là có nguồn năng lượng rất mạnh làm cho mình nổi da gà, mặt mình nóng lên khó chịu, chân đi không được luôn. Nhưng con gán gồng và nói con có gì sai từ vô lượng kiếp, quá khứ vị lai hãy tha cho con xin hồi hướng công đức cho quý vị ạ. Thì sau lưng con hết nổi da gà, nhưng nó cảm giác như có ai ngồi trên lưng con và dưới bếp con đứng mình ở nhà, làm cho con rất là sợ. Hết chưa? Câu hỏi dài dữ vậy hả? Dạ. Câu hỏi mình hỏi ngắn chứ hỏi dài quá, đây cũng nhớ trả lời nữa. Dạ. Mình đã thấy ngắt khúc khúc rồi phải không? Nó dài quá rồi không biết được. Nguyên dày rồi con không biết ngắt chỗ nào luôn. Dạ hỏi khúc đầu đây. Dạ con hỏi lại khúc đầu thôi chứ không? Ừ. Nó dài quá rồi không biết làm sao mà... Cái này... Giống như bài văn nữa không? Dạ con mới vô hành pháp, con có trì kiết giới đàn ngũ bộ chú, rồi con mới vô là trì thập chú, mỗi chú 21 biến.
Con lại sám hối trong quyển kinh Chim Xác Xám. Ủa là gì ta? Nghi rồi con mới ngồi niệm Phật ạ. Con ngồi hành pháp như vậy mỗi tối từ 8 giờ đến 11 giờ 20. Đó, thì đây là chị đã kể về cái công phu của chị. Cái công phu này để hộ giải cho. Dạ. Cái hôn này gọi là nó tạp nhập á, nhiều môn quá. Dạ. Mà tu vậy là tu mãn đời mình không có đắc chứng được gì. Chứ quá bảo đảm luôn. Mà giảng sanh cũng có phần mình giảng sanh. Nó tu nhiều môn quá mà nó không đi nhất tâm được. Bây giờ khuyên cái cô đó chọn một môn. Chứ giờ tu kiểu này là tu hoài không giống ai chứ. Tu kiểu này là tu một chùa. Cứ dạy gì không à. Dạy lúc gì chú, lúc đệ Phật làm tung tung đó luôn. Rồi có lúc mà tụng kinh. Rồi theo tháng này tụng cái kinh này, tháng khác tụng kinh khác. Cứ dạy lung tung vậy chúng sanh không biết đường tu á. Cuối cùng không ai thành đạo gì chứ. Được có phước thôi. Tu vậy được có phước thôi. Bây giờ chỉ cách lại coi theo đĩa cái clip của bên đây coi tu. Muốn đời giảng sinh tử thì coi theo đó. Này không ép ai. Chỉ nói gì cô đó tin thì tu theo. Không tin thì tu theo kiểu của mình. Thì khi nói ra đây thì ai tin thì tu theo. Còn không tin thì tự tu theo của mình đi. Chứ đây không phải ép buộc ai chứ. Muốn đời thoát sinh tử thì nghe theo đây. Dạ, vậy là sư phụ Tinh Thanh có nhắn với chị Kiều Nga là chị hãy xem lại những clip cũ. Và từ những clip cũ đó sư phụ Tinh Thanh chia sẻ đó thì sẽ, nếu mà chị có duyên thì chị sẽ tìm ra cái lý chân lý đó chị, mà theo con đường tu. Vậy tiếp câu nữa hai sư phụ. Để con tìm ra. Con vô hành pháp chẳng có phát nguyện cầu cho những quan gia, ông bà của quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, cho hương linh, nhân duyên, khuôn duyên đất này đều được siêu thoát. Con xin quan gia tha cho con, nhưng không biết sao hành pháp đến nửa chừng hết là có nguồn năng lượng mạnh làm cho con nổi da gà. Sau này phụ trách trách mọi người nguyện nhiều quá. Tôi không biết bao nhiêu nữa, nguyện quá rồi, nguyện lung tung á. Để phụ nghĩ nguyện ngắn gọn thôi. Nguyện con đem công đức tu hành này hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới đồng vãng sanh về Tây Phương. Nó đơn giản vậy thôi. Còn thôi mình nguyện quá, nguyện nhiều quá nhiều đi. Cái mình không nhớ, mình đọc giống Sớ Tá Quân vậy. Có người lên đọc cơm giống như Sớ Tá Quân. Nói cái thời gian đó là hết giờ rồi. Mình đơn giản thôi, niệm đơn giản nó bao trùm hết luôn. Mình nguyện vậy nó bao trùm hết luôn, cái nguyện mình nó bao trùm hết luôn. Trong đó có cụ quyền thất tổ đội đủ hết trong đó luôn. Quan gia trái chủ quyến thuộc gì đầy đủ hết luôn, không bỏ sót ai. Cái nguyện đơn giản mà bao trùm, nó không bỏ sót ai. Dạ. À, con tiếp xin tiếp tục. Như mặt mình rồi à, và chị đó có nói là nhưng không biết sao hành pháp đến nơi chừng có nguồn năng lượng rất rất mạnh làm cho nổi da gà, mặt mình nóng lên khó chịu, chân đi không được luôn. Đó là do mình tu pháp đấu với người ta không. Không. Đừng nói lên vậy nữa. Tu, chuyển cách tu lại. Tu cái ngủ một chú rồi đấu với người ta. Rồi, rồi chị này mới nói tiếp là chị này mới gồng rồi bà nói tiếp là con có gì sai từ vô lượng kiếp quá khứ, vị lai hãy tha cho con xin hồi hướng công đức này cho quý vị, thì sau lưng con hết nổi da gà. Đó. Đó là lòng từ bi mình đó. Mình tu pháp nào đấu giết người ta không. Chứ vô tu mình dùng cái pháp để đối trị với người ta. Có một khi có những vị lên trì thần chú lâu ngày á, chặn ngay đây luôn á. Dạ. Có sưng nó không được luôn, nó chặn luôn. Không cho mình, tại mình tu pháp nên mình đánh giết người ta mà. Người ta đâu có chịu. Đó mình thiếu nợ người ta rồi, giờ mình cứ đánh giết người ta nữa. Mình ra tu á, ngày đêm lo niệm Phật hồi hướng cho người ta. Đừng có tu pháp để đánh giết người ta nữa. Mình càng vậy, đi lạc đường á. Vậy thì sư phụ nói con mới bắt đầu con mới chợt nhớ ra là mình niệm Phật. Niệm Phật là nó tốt. Còn niệm chú là để khi nào mà mình sợ quá, mình cần cái chú đó để giống như mình bảo vệ mình phòng thân. Nhưng mà
trong cái lúc mà mình không có bị cái gì hết mà mình cũng đem ra mình phòng thân thì giống như là mình đối kháng với người ta vậy. Đối kháng người ta. Hồi xưa mình tạo tội mình thiếu nợ người ta, bây giờ mình muốn đánh giết người ta nữa. Hình như nó chặt lắc hết trơn luôn. Giống như kiểu là giờ con có cây kiếm con đem theo con phòng thân, mà chủ rút ra mới phòng thân, cứ con tới tối ngày cầm kiếm múa múa máy hoài họ cũng ghét nữa, đi tới đâu múa tới đó. Thì nghe pháp tu phải biết, phải biết pháp tu của mình. Dạ vậy thì trước khi kết thúc video á, con xin sư phụ có một lời gì chia sẻ không sư phụ? Thì phiên các bạn đồng tu, nếu mà có duyên coi clip này thì tu, còn không thì mình cứ tu pháp của mình, đừng nên phỉ báng lẫn nhau. Khi mình tu tốt rồi á, hình tướng mới đẹp lên. Sư phụ dám bảo đảm luôn, người nào tu theo cái clip với phụ trong vòng 5-6 tháng rồi mặt mày sẽ đỏ đẹp lên, không còn bệnh nữa, không còn bệnh gì nữa mà mặt mày sẽ đẹp bóng lên, nó được bằng người ta tu 10 năm luôn chưa được nữa. Trong vòng 6 tháng là tu mặt mày sẽ đẹp rực rỡ luôn, nó bóng nó đỏ lên mà nó màu son luôn á. Mà trước là tu vậy á, không có cần phải đi thẩm cái viện đâu, còn tu lạc đường á, người mình nó lạnh không, nó lạnh mà nó xấu quá, mà nó bệnh đủ thứ bệnh á. Tu vậy nó lâu dài bệnh viện ghét sao, nó không có bệnh nữa. Còn cách 6 tháng nữa còn đẹp trai. Ừ, đẹp lắm, nó trẻ lại nha, lâu ngày nó trẻ lại, nó căng mặt mình ra, nó căng mặt nó bóng lên, thấy đây không, căng ra nó bóng, bóng căng ra, nó sáng ra. Mình tu lâu ngày á, mình niệm nó lâu ngày nó đẹp chưa. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con là Hải Nguyên Miền Tây cùng anh Tùng Nguyên Miền Tây và các vị khán giả nơi đây. À, cảm ơn sư phụ Tịnh Thanh đã có những lời pháp chia sẻ rất là hay, và để cho chúng con về tinh tấn trên con đường tu học. Và chúng con cảm ơn quý khán giả gần xa đã theo tận tình theo dõi cái video này. Và hãy like, đăng ký, share để mọi người cùng nghe pháp như thanh tịnh của sư phụ Tinh Thanh, để ai cũng hiểu và sau này có con đường về giảng sanh cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào các bạn đồng tu.